Gang mời hẳn nam thần màn ảnh hàng đầu Thái Lan làm giám khảo chung kết The Next Gentleman. Danh tính vị giám khảo khách mời quốc tế trong chung kết Show Hương Giang có liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên. Chỉ còn hơn một tuần, The Next Gentleman Show thực tế của Hương Giang sẽ tìm ra được ngôi vị quán quân ngay trong đêm chung kết của chương trình. Mới đây, ekip chương trình bất ngờ tiết lộ ngoài dàn giám khảo quen thuộc sẽ còn có sự xuất hiện của một vị giám khảo quốc tế trong đêm thi mang tính quyết định. Ngay lập tức, netizen thi nhau đồn đoán danh tính của vị giám khảo khách mời đặc biệt này dựa vào chiếc bóng trong ảnh poster mà ekip của chương trình hé lộ. Cư dân mạng cũng truy ra được profile của nhân vật quyền lực, đó là Matthew Dean Chattavani, diễn viên ca sĩ kim MC nổi tiếng hàng đầu Thái Lan. Matthew Dean Chattavani là con lai hai dòng máu Thái và Anh, sở hữu chiều cao lên đến 1m81, gương mặt điển trai, body chuẩn, nụ cười tỏa nắng cùng phong cách lịch lãm, nam tính. Nhiều khán giả khó có thể tin rằng Matthew đã 43 tuổi. Có lẽ fan sắc đặc Việt sẽ cảm thấy cực phẩm này cực quen mặt bởi anh chính là MC dẫn dắt Miss Grand International 2021. Nhan sắc nam thần của Matthew khiến netizen quyết lùng info. Nam MC đình đám đã kết hôn cùng nữ diễn viên ca sĩ Lydia Sarunrat Visuthithada từ năm 2015 đến nay. Cặp đôi đã có hai người con đủ nếp đủ tẻ. Mái ấm hạnh phúc của Matthew được nhiều người hâm mộ và đó là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Thái. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Matthew nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả khi dẫn dắt cực mượt và hài hước trong đêm chung kết Miss Grand International 2021. Không những thế, một số người hâm mộ Việt Nam còn cảm ơn anh vì đã tạo không khí thoải mái cho Thùy Tiên trên sân khấu. Trong phần trả lời chung của top 5, câu hỏi chương trình đặt ra là: với tình hình thế giới hiện nay có rất nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế. Nếu bạn có thể chọn một người nào để thảo luận về vấn đề này để tạo ra sự thay đổi thì bạn sẽ chọn ai và tại sao? Nhưng khi Matthew đọc câu hỏi, anh đã thêm vấn đề dịch bệnh vào sau cụm nhân quyền và kinh tế. Nhiều khán giả cho rằng chính ý này của anh đã góp phần tạo nên sự đột phá trong câu trả lời của Thùy Tiên.